Tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Nguyễn Văn Tuyên, một trong những nông dân đầu tiên đem hoa cây cảnh về trồng ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, đã góp phần mang lại diện mạo mới cho mảnh đất này với thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng một năm. Anh nông dân 8X đã được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vì những đóng góp của mình. Mình đam mê cây cảnh từ nhỏ, thế là học hết cấp 2 là mình bắt đầu đi thuê đất, thuê ruộng để mình trồng cây rồi. Những cây xưa nay trồng thì nó phổ thông quá, mà lúc đấy thị trường nó vẫn còn hẹp cho nên là bán ra thị trường được rất là ít. Từ cái lúc mà biết dùng đến máy tính hoặc có điện thoại thông minh là mình bắt đầu tìm các cái cây nó đẹp, hoa đẹp ở từ các nước nhập về làm giống. Hoa hồng thì mình đi sang Thái Lan mình nhập. Trước khi đi là mình cũng nói chuyện với cả người bên Thái, cứ một tay thì dùng điện thoại, một tay dùng iPad, dùng Google dịch trong nói chuyện với người ta rồi, xong tìm hiểu kỹ rồi thì mình đi. Năm 2003, anh Tuyên quyết định thuê thêm 1 hectare ruộng để trồng những giống cây mới và tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Suốt những năm đầu, anh ngày đêm lăn lộn trên ruộng hoa để tìm hiểu các phương pháp kỹ thuật chăm sóc cho các giống cây mới như hồng Sapa, hoa lan kiếm, mộc hương, kim ngân, hạnh phúc, sao cho phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Khi thuê vườn ra ngoài ruộng để làm thì gặp rất là nhiều khó khăn. Cái đồng lúa trũng xong mình quật lên làm vườn thì nó hay bị trũng xong ngập lụt, nó cũng vài lần trắng tay. Thất bại mà đáng nhớ nhất năm 2011 là lúc đấy mình đầu tư vào rất là nhiều cây bonsai. Mình cũng không hiểu rõ về thị trường, cái thị trường nó bị tụt dốc không phanh thì bắt đầu là gặp khó khăn, bắt đầu làm lại từ ngày đấy. Chính những lần thất bại ấy đã giúp anh có thêm những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất và nắm bắt thị trường. Và rồi những đóa hoa thơm đầu tiên cũng cho thành quả và bắt đầu có lãi. Cũng từ đó, anh Tuyên giúp đỡ hàng trăm hội viên nông dân địa phương về kỹ thuật, giống, vốn để cùng nhau sản xuất, phát triển các giống hoa cây cảnh và tạo dựng thương hiệu cho địa phương. Hiện nay, anh Tuyên có khoảng 8 vườn sản xuất hoa cây cảnh, mỗi năm thu lãi khoảng 5 tỷ đồng. Cơ sở sản xuất của anh còn tạo việc làm cho gần 20 lao động với thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng trên tháng. Anh Tuyên là một trong những người đi đầu và nhân rộng các cái mô hình, rồi là giúp đỡ cho hội viên nông dân ở trong xã tiếp cận về cái khoa học, rồi là một số chủng loại cây mới để vừa tạo dựng được cái thị trường, giúp cho cái làng hoa Xuân Quan nó phong phú thêm chủng loại. Được sự hướng dẫn dìu dắt của anh Tuyên thì kinh tế gia đình mình cũng khá giả lên. Thì anh chị em bảo nhau là tiếp xúc cây mới, tìm kiếm cây mới là cùng nhau làm, cùng nhau phát triển. Mới đây, tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất giỏi toàn quốc, anh Nguyễn Văn Tuyên là nông dân duy nhất của tỉnh Hưng Yên được trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước với mô hình sản xuất hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp trung ương, góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân xã Xuân Quan. Mình cũng hơi nhiều tham vọng, cho mình thấy vẫn chưa hài lòng. Đến bao giờ mà cái cây cảnh của Việt Nam có thể xuất khẩu được một phần nào ra các nước thì lúc đấy mình mới cảm thấy hài lòng.